Tình trạng trộm cắp những năm gần đây diễn ra phức tạp với kịch bản tinh vi khiến dư luận vô cùng bức xúc. Mới đây nhất phải kể đến thành công của công an tỉnh Long An khi đã chốt chặn truy bắt nhóm chuyên trộm xe máy ở Hậu Giang trên đường tẩu thoát đi thành phố Hồ Chí Minh. Công an huyện Bến Lức tỉnh Long An cho biết đã bàn giao 4 nghi phạm gồm Huỳnh Thanh Phúc 37 tuổi, ngụ tại Bình Phước, Nguyễn Văn Minh 44 tuổi, Đỗ Thị Ngọc Trang 43 tuổi, Nguyễn Tấn Thanh 30 tuổi cùng ngụ tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cùng tăng vật cho công an thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang để xử lý theo thẩm quyền. Trước đó chiều ngày 5 tháng 7, công an huyện Bến Lức nhận được thông tin từ công an tỉnh Long An, thông báo có một nhóm chuyên trộm xe máy trên địa bàn thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đang tẩu thoát trên quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Long An. Ngay sau đó, lãnh đạo công an huyện Bến Lức phân công đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an các xã Thạnh Đức, Nhật Chánh, thị trấn Bến Lức cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở các xã, thị trấn trên địa bàn, triển khai các phương án tuần tra, chốt chặn. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm 5 người chạy xe máy có đặc điểm giống với nhóm người chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn thị xã Ngã Bảy mà đơn vị tiếp nhận. Công an huyện Bến Lức nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành truy đuổi, khống chế bắt giữ 3 nghi phạm trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị trấn Bến Lức và thu tăng vật là 3 xe máy. Tuy nhiên, hai nghi phạm còn lại chạy xe tẩu thoát về hướng huyện Thủ Thừa các trinh sát đã nhanh chóng trao đổi thông tin với công an thị xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa để tiến hành bắt giữ được một nghi phạm cùng tăng vật. Qua buổi làm việc ban đầu, nhóm người nêu trên thừa nhận thực hiện các vụ trộm cắp xe trên địa bàn thị xã Ngã Bảy và thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, mới đây Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa một đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe, mô tô trộm cắp xuyên quốc gia. Bước đầu, cơ quan chức năng đã bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ nhiều tăng vật liên quan. Tiến hành điều tra, Công an Nghệ An đã dựng lên một ổ nhóm chuyên trộm cắp tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia, hoạt động tại nhiều tỉnh thành khác nhau như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Kiên Giang. Các đối tượng trong đường dây sau khi trộm cắp đã đưa tăng vật ra nước ngoài tiêu thụ. Toàn bộ đường dây hoạt động khép kín, rất tinh vi với nhiều đối tượng có tiền án tiền sự tham gia. Tập trung điều tra xác minh, công an xác định đường dây trộm cắp này do Lý Nhật Quý Cường, sinh năm 1998, trú tại xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cầm đầu. Dù chỉ mới 26 tuổi nhưng Cường đã tạo dựng và điều hành ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe xuyên quốc gia chuyên nghiệp. Các đối tượng trong đường dây không biết nhau và không biết mặt Cường. Mọi hoạt động điều hành trao đổi đều được Cường thực hiện bằng các ứng dụng Facebook, Zalo. Quá trình điều tra, công an xác định tại Nghệ An có một đối tượng cầm đầu ổ nhóm trộm cắp này tên là Nguyễn Đình Sơn, sinh năm 1988, trú tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Sơn là đối tượng đã mang 3 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Giúp việc cho Sơn còn có Lê Khắc Dũng, sinh năm 1988, chú xã Minh Sơn, Đô Lương, một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản. Sau một thời gian điều tra theo dõi, từ ngày 29 tháng 5 đến mùng 9 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố, đồn biên phòng cửa khẩu Hà Tiên triển khai nhiều tổ công tác tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh, Kiên Giang, Sóc Trăng, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đồng loạt bắt 12 đối tượng trong đường dây trộm cắp nói trên. Quá trình bắt giữ các đối tượng, công an đã thu giữ tăng vật gồm 75 xe máy các loại, 2 xe ô tô tải, 5 vam phá khóa, 25 điện thoại di động, hai máy tính sách tay, ba cuốn sổ và nhiều tăng vật có liên quan khác. Bước đầu các đối tượng khai nhận, sau khi các đối tượng ở các tỉnh thành trộm cắp xe máy thành công, Cường chỉ đạo vận chuyển bằng xe tải vào tập kết tại một kho bãi thuộc phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, rồi chuyển đến các kho bãi tại phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, cách biên giới Việt Nam Campuchia khoảng 150m để vận chuyển sang Campuchia qua các đường tiểu ngạch. Ngoài 75 xe máy bị công an thu giữ, trước đó các đối tượng khai nhận đã vận chuyển trên 200 xe máy trộm cắp đưa sang Campuchia qua các đường tiểu ngạch để tiêu thụ. Riêng tại tỉnh Nghệ An, chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã thực hiện 15 vụ trộm xe máy tại nhiều địa phương. Công an tỉnh Nghệ An thông báo, ai là nạn nhân của các đối tượng nói trên nhanh chóng liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an Nghệ An để được phối hợp giải quyết. Trước đó không lâu, tại thành phố Đà Nẵng cũng đã xảy ra một vụ trộm cắp xe máy xuyên quốc gia tương tự. Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu đã nhanh chóng bắt giữ các nhóm đối tượng liên quan. Được biết, nhóm người này chuyên trộm xe máy và vận chuyển sang Lào tiêu thụ. Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2024 đến nay, trên địa bàn quận Hải Châu liên tục xảy ra các vụ trộm cắp xe máy, tập trung ở các địa bàn phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam, Thanh Bình. Tài sản các đối tượng này nhắm đến đa số là loại xe máy nhãn hiệu Honda Way Alpha đời mới, gọn nhẹ, dễ tiêu thụ. Qua công tác nắm tình hình và theo dõi thông tin, ghi nhận có một nhóm từ 4 đến 6 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên thực hiện các vụ trộm cắp nêu trên. Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, lãnh đạo công an quận đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự nhanh chóng tập trung thu thập thông tin tài liệu, xác minh truy quét nhóm đối tượng nêu trên. Đội cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để ra soát, xác minh nhân thân lai lịch, truy tìm nhóm đối tượng gây án. Đến rạng sáng 25 tháng 5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm gồm 5 thiếu niên đang ẩn náu tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng, có đặc điểm nhận dạng, sử dụng phương tiện và phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội tương tự như nhóm đối tượng gây án. Lãnh đạo công an quận đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự tổ chức lực lượng vào cuộc, nhanh chóng bắt giữ nhóm 5 thiếu niên trên. Các đối tượng gồm Nguyễn Tuấn S, sinh năm 2010, chú tổ 32, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Triều, Hồ Hoàng Gia Hát, sinh năm 2009, chú tổ 47, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Trần Anh Long V, sinh năm 2009, Hồ Song Văn Tê, sinh năm 2009, cùng chú phường Hòa Minh, quận Liên Triều, và Nguyễn Đức Minh Quy, sinh năm 2008, chú trên đường Hoàng Văn Thái, thành phố Đà Nẵng. Qua đấu tranh, khai thác, mở rộng điều tra, đội cảnh sát hình sự tiếp tục bắt giữ thêm một đối tượng trong nhóm trộm cắp là Nguyễn Hồng L, sinh năm 2008, trú trên đường Lê Văn Định, thành phố Đà Nẵng. Đồng thời bắt hai đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có: Hoàng Tuấn Anh, sinh năm 1994; Lê Văn Minh, sinh năm 1999, cùng chú xã Hiển Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và hiện tạm trú tại thành phố Đà Nẵng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ cuối tháng 4 năm 2024 đến nay đã thực hiện 22 vụ trộm cắp xe máy, chủ yếu là loại Honda Way Alpha đời mới, trên địa bàn quận Hải Châu và một số vụ trộm cắp khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, rồi mang đi tiêu thụ để có tiền tiêu xài cá nhân. Theo đó, vì không có công việc ổn định và ham mê chơi game, nên các đối tượng bàn cách trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Ban ngày, nhóm này thường thuê nhà trọ, ngủ tại khu vực thuộc địa bàn phường Hòa Minh. Đêm khuya tụ tập chơi game tại các quán Internet, quận Liên Triều. Đến dạng sáng thì cùng nhau sử dụng xe máy, đi dạo tại các khu dân cư, nhà trọ sinh viên. Lợi dụng thời gian đêm khuya vắng người qua lại để lén lút trộm cắp các xe máy không khóa cổ, không ai trông coi. Sau khi trộm được tài sản, nhóm này đem về cất giấu tại quán Internet trên đường Hoàng Minh Thảo, quận Liên Triều, chờ tiêu thụ. Sau đó, Tuấn Sang sử dụng tài khoản Facebook tên Tuấn Sang, thông qua nhóm kín Facebook có tên hội mua bán xe không giấy Đà Nẵng liên hệ với tài khoản Facebook của Hoàng Tuấn Anh và Lê Văn Minh để trao đổi thương lượng và bán mỗi chiếc xe trộm cắp với giá từ 2,5 đến 3,8 triệu đồng. Địa điểm hẹn giao dịch tại đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Đà Nẵng, theo đơn đặt hàng từ đối tượng Tuấn Anh và Minh. Khi nhận xe, Tuấn Anh và Minh mang đến bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng để liên hệ nhà xe gửi ra bến xe thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, để bán cho một người sử dụng tài khoản Facebook tên là 58 với giá từ 6,5 đến 7,7 triệu đồng mỗi xe. Qua đấu tranh, Hoàng Tuấn Anh và Lê Văn Minh khai nhận đã đặt hàng và tiêu thụ 28 xe máy do nhóm đối tượng nêu trên trộm cắp mà có. Ngày 26 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng tiêu thụ tài sản là Hoàng Anh Tuấn và Lê Văn Minh để tiếp tục điều tra. Ngày 29 tháng 5, Tổ công tác của đội cảnh sát hình sự đến địa phận Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã truy xét và bắt được đối tượng tiêu thụ tài sản là Lê Quý Nhân, sinh năm 1985, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Qua đấu tranh, Nhân khai nhận vào khoảng cuối tháng 4 năm 2024, một người họ hàng bên vợ tên là Ngô Tất Thành, sinh năm 1992, chú xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, là đối tượng sử dụng tài khoản Facebook tên 58, nhờ nhân kiểm tra nhận các xe máy trộm cắp tại thành phố đà nẵng giao đến nhà của nhân sau khi thanh toán tiền các xe trộm cắp giao đến nhân tháo hoặc thay đổi biển số xe và vận chuyển sang lào để thành tiêu thụ Ngày 29 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Quý Nhân và tiếp tục truy xét đối tượng Ngô Tất Thành. Ngày 4 tháng 6, đội cảnh sát hình sự đã vận động được đối tượng Ngô Tất Thành ra đầu thú, tiến hành thu giữ thêm 10 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Way Alpha từ nước Lào vận chuyển về, là tăng vật trong các vụ trộm cắp tài sản do Thành đặt mua. Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!